Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Đấy, sắp vẽ nơi rồi. Thằng này làm mặn, anh kiệt dã pha thôi. Cái nhiệm ý kiến đi. Anh kiến đuổi này đây này. Em không làm này cho bạn thái, em không làm. Sướng luôn à. Sư phụ về, anh sẽ đại ca đi đâu? Đại ca đi đâu về đây? Đáo nhìn cái mặt. Ui, đầu gấu lên đủ à. Mẹ sợ quá. Thế sợ quá. Thế sợ quá anh Tùng đúng không? À, thế sợ anh Tùng không quên. Thì cả cả. Đúng không? Thế sợ quá anh Tùng cái quần này. Thì cả đây sơ sơ lô hiệu cả. Nó ngậm cái gì? Có ngậm thạch mà. Đấy. Sao mẹ ăn mẹ cho cô? Chú nó thấy có không ngoài đây này. Thế mẹ có thấy nó bước vào cửa nó chào mẹ không? Nó chào mẹ đầu tiên rồi. Mình biết chứ mày được. Nhưng biết trong đây còn thích bị chào đây. Thằng này được. À, thằng này được. Đúng không? Dạ. Nó bảo đến đây nó không bảo thằng cô anh rồi. Chú anh đứa kia chú anh. Dây. Không phải. Không rồi mày thích anh nghèo nhất, anh nghèo nhất ở đời. Đây là tiền, này là tiền anh công ty chứ anh làm đã làm ở đây đâu anh. Giờ anh mới làm ở đây đã đừng đọc nào. Anh không là cái nghĩa ảo hay nuôi chim, nuôi người không nên người đi nuôi chim đúng. Người không ăn thì mỏ mắt đấy, chim không ăn nó không mần dày đây, mình không ăn mình mỏ mắt đấy, ở đấy mà nuôi chim. Chào nào ấy, khét quá, với tô màu xong. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình.
Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Ui, chị nghĩ giờ đời em vẫn bên trên cơn niềm vui về quê.
tôi một xong nha các bạn.